À, xin chào các bạn. Thì hôm nay tiếp tục series hướng dẫn vẽ rập bằng AutoCAD. Thì hai tập trước mình đã hướng dẫn các bạn cái vẽ đường thẳng, đường chéo, đường vo tròn, cái xuất khai, rồi tính khoảng cách. Thì chỉ cần như vậy đã là đủ để mà vẽ một cái rập rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn một các bạn cách mà để tối ưu trong cách hoặc là để tạo sự chuyên nghiệp hơn khi mà mình đọc nhìn vào bản vẽ. Nhưng mà khi mà mình kết thúc bản vẽ thì nhìn lại hoặc là người khác nhìn vào nó sẽ không bị rối, mà nhìn vào nó sẽ dễ làm việc hơn. Đây, ví dụ như trong trường hợp này thì mình có chú thì đây là các bản mình vẽ. Ví dụ như bản vẽ này thì mà khi mà vẽ một hết một đường trắng, một đường màu trắng vậy thì mình không biết đường nào đường nào, chỗ nào nên cắt, chỗ nào để gấp mép hay là chỗ nào để mình xếp vào đây. Thì đây mình sẽ phải dùng cái bảng chú thích. Cái bảng chú thích này các bạn có thể vẽ chú thích vào góc của bản vẽ cũng được. Thường thì người ta sẽ chú thích vào bản vẽ, nhưng mà đây thì mình vẽ tự do nên là nó cũng không yêu cầu là nhờ. Với lại mình có sẵn trong máy, mình sẽ bật lên thôi rồi mình nhớ được. Thì mình sẽ chú thích vào một cái bảng riêng. Đây, ví dụ như nét cắt, về nét chính, nét gấp mép, về nét xếp. Để áp dụng vô trường hợp này. Đó, ví dụ như đó, ví dụ như xanh ngọc này là nét gấp xếp này, còn nét đất xanh dương sinh biển này là nét gấp mép. Đó, mình lại xem mình gấp mép. Đó, mình đây là nét chính rồi, mấy đường trắng trắng này là nét chính rồi. Đó, thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo, đây người ta gọi là layer. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo layer. Và để tạo một layer thì bạn click vào chỗ này, nó có biểu tượng xếp hình này này. Đó, tức là layer property manager. Đó, để tạo một layer đó, click bạn vào chỗ này, cái chỗ sao này. Đó, ấn F2 để đổi tên. Thì tên mới thì mình có đặt tên là ABC đi. Đó, color thì bạn chọn đi, mình chọn. À, đây có các bảng màu của nó thì mình chọn đây cho màu gì để nhỉ, màu xanh chuối đây. Đó, ok, đây select line style tức là loại đường mà các bạn muốn chọn, ví dụ đường nét đất này hoặc đường thẳng này thì nhấn vô loại. Đó, và kéo xuống đây có các đường này các bạn. Đó, đường chấm chấm này, gạch kẻ xếp gạch này hoặc đường zigzag, mình tự chọn zigzag đi cho nó dễ. Ok, rồi click vô zigzag nhấn ok. Đó, còn line quay là tức là độ dài của độ dày ấy. Đó, đấy tự như chỗ này rồi mình để default, bạn muốn dày bao nhiêu thì để đó. Rồi các bạn lưu ý chỗ plot này, chỗ plot này cần click vô cái chỗ này, đây có biểu tượng máy in này, kích vô là có dấu đỏ này là cấm in, tức là mình không cho phép nó in ạ. Và có rất nhiều trường hợp mà các bạn quên á, nên đôi lúc mà khi mà in ra tại sao lại không in được nét vậy, nét được nét mất ạ, thì là do cái biểu tượng in này này nó, thì các bạn tắt đi, bật lên cho phép in. Rồi ok, mình apply. Ok, và để vẽ một nail để thử thôi nha. Bạn vẽ một đường thẳng này, nó xong chọn nó, cầm kích vào cái ô này, mình chọn đó, phóng to lên, đó là ra đường zig zag. Và để cái nếu như mình thấy nhỏ quá các bạn kích đúp vô và chỗ này này, line style này các bạn chọn kích thước đi, nó đang là 1 thì mình cho nó lên 5, enter, đó nó sẽ to lên, hoặc là 7 đó to, 10 đó, nó lên 1 là mặc định ban đầu. Rồi mình cho 5 đi. Đó,
to này. Đó, để tạo layer. Và cách để mà viết chữ như vậy này. Này, để cho lại, cho lại. Đó, cách để viết chữ vậy này. Đó, mình sẽ dẫn các bạn viết chữ này. Và cách vận chữ này các bạn gọi chữ T, tức là cách ạ. Đó, chọn khung chữ, click chữ trái. Đó, đến khung chỗ này. Đó. Để đây, thì nó sẽ tiêu chuẩn là standard. Và phông chữ thì các bạn có thể chọn, vì mình cũng giống trong Word thôi. Thì đây, trong này cũng có Arial hay Times New Roman. Thì mình chọn Arial. Và cái đây là độ cả kích thước của chữ này. Thì thường mình sẽ chọn 5 đi các bạn, tức là nó nhỏ không? Đó, đây ví dụ như mình cái kích thước này các bạn có thể chọn sao cho nó vừa mắt là được, zig zag tự nhiên ok đó. Đó, đó là lệnh test, các bạn nhớ lệnh T nha. Đó, xong để cho nó cân bằng xuống thì lệnh move di chuyển vậy thôi, đúng như chưa? Đó, lại chú thích, lại đẹp. Đó, đẹp như kiểu tạo thành là một layer, cần chuẩn S để lưu lại. Rồi, tiếp theo đến lệnh đối xứng. Thế mình ví dụ như trong trường hợp này. Đối tiếp theo ví dụ như trong trường hợp này này. Ví dụ vẽ dây đồng hồ đúng không? Đó, vẽ dây đồng hồ các bạn thấy nó đối xứng nhau này. Để mình làm ví dụ trước đi, cái áp dụng vô trong thực tế sau. Ví dụ, đó, đây mình có đường thẳng này, đây. Thì mình thử thực hiện đối xứng nha. Đối xứng các bạn cho đấy, cho đối xứng hai đường này, hai đường thẳng này này đấy, cho nó kiểu đối nhau, hai đường thẳng đối nhau á. Đây ví dụ trong trường hợp này đó đấy, vậy đây nó sẽ tạo ra hai đường thẳng rất là đối nhau, giống như các bạn soi gương vậy, tạo ra một bản đối diện với các bạn luôn, các bạn luôn. Đây, để tạo một bản đối xứng như vậy á, thì đây, thì các bạn chọn đầu tiên là gõ MI. Vậy đây cái tác hợp của Mirror tức là cái gương ạ. Thì hai đường thẳng này giống như nó soi gương với đường đoạn đoạn thẳng trục giữa này, giống như một cái gương vậy á. Thì hai đoạn thẳng này này, hai đoạn thẳng bên tay phải này nó sẽ giống như soi qua cái gương này. Đó. Rồi đầu tiên các chọn đối tượng xong này, chọn đối tượng này, xong gõ MI, MI đây cái tác của Mirror. Đó, rồi cách để xác nhận lại. Rồi chọn ra hai đầu đường thẳng hoặc là đoạn giữa là cũng được. Nên chọn hai đầu đường thẳng đi cho nó dễ bắt. Đó.
đoạn điểm đầu và điểm cuối đoạn thẳng. Thì đây nó gọi là có muốn lưu lại cái đường cũ không á, tức là muốn xóa không, thì các bạn để chữ nâu nhé, nào cứ vậy để dấu cách thôi. Đó, vậy là ra hai đường thẳng, ra đường thẳng đối xứng. Và cái này áp dụng trong trường hợp nào? Đây, ví dụ như trong dây đồng hồ, dây đồng hồ này áp dụng được không nhỉ? Dây này để xem đây có cái nào mà áp dụng được không ta. Đây, ví dụ trong cái ngăn thẻ này đi, cho nó dễ. Nó gọi lệnh CO để copy này, copy ra đây. Ok, thì giờ mình sẽ thì đây là đầu tiên mình có một cái ngăn thẻ này. Đó. Rồi bây giờ mình muốn một bên này thì mình không thể mà vẽ lệnh line 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 và vẽ từng đường thẳng ra vậy để như bên phải được. Thì giờ tiếp tục mình sẽ dùng lệnh đối xứng, nó các bạn chọn đối tượng. Đó. Quéo quét toàn bộ. Đó. Không có lệnh MI. Rồi select điểm đầu và điểm cuối. Điểm đầu cho đối xứng qua cái trục giữa này nha. Đó. Rồi cách. Đó. Yeah. Đơn giản nhanh gọn. Nó sẽ tạo ra một cái bản sao y vậy luôn, tức là đối xứng qua cái gương lệnh mirror. Rồi trong trường một cái lệnh nữa, nó là lệnh gì ta, lệnh offset. Offset lần trước mình đã nhắc các bạn rồi thì hôm nay mình sẽ nhắc lại một lần nữa để cho các bạn nhớ áp dụng trong trường hợp này luôn. Ví như khoảng cách từ đoạn này, ví như các bạn vẽ ngăn thẻ đúng không? Đó, thì đây như tấm lót trong này. Để xem cái này khoảng cách là bao lâu, bao nhiêu đây? 14. Ok. Đó, thì bây giờ 14 á. Thì mình có thể mà vẽ lệnh line xong mình có thể căn được, có thể vẽ được khoảng cách là 14 ấy, nhưng mà vẽ nó mất thời gian. Thì đây mình sẽ có dùng offset. Khoảng có chữ O, tức là offset, được cách để xác nhận lệnh. Thì khoảng cách distance này, đó, đây khoảng cách thì khoảng cách là 14, 14 là 14 ly nha. Rồi cách, rồi select object, rồi chọn, cho xuống dưới thì là nó xuống dưới, chọn lại, cho lên trên thì nó lên trên, đó, đây này vậy, chọn, cho xuống dưới là xuống dưới, cho lên là nó lên, rồi tiếp tục, cứ vậy. Đó, gọi là lệnh offset. Ok. Vậy xong bài này cần gì nữa nhỉ? Layer rồi, mirror rồi, offset rồi. Rồi bây giờ mình sẽ với các bạn vẽ đường tròn. Vẽ đường tròn trong trường hợp đó là tạo lỗ dây đồng hồ. Cái này mình cho qua đây đi. Cho qua đây làm ví dụ. Mình sẽ bỏ hết những cái râu ria cần thiết đi. Nhìn cho nó thuận mắt. Đó. Như đây có cái đồng hồ, dây đồng hồ. Đây này chụp cái lỗ này. Thế như khoảng cách từ lỗ chẳng hạn, vẽ đường tròn. Offset 10. Đó.
vẽ đường tròn. Tâm ở đây thì đường lỗ đồng hồ là khoảng cho đường đường kính của khoảng 2 ly đi. Thì bán kính sẽ là 1, thì các bạn gọi chữ C, cách chọn cái điểm tâm đường tròn đó, chọn này. Và nhập bán kính nó, bán kính nó sẽ là một đường tròn, ví dụ như cái lỗ đồng hồ 2 ly thì đường tròn sẽ là 1 ly. Tròn bán kính 1 ly. Đó, 1 cách. Đó, vậy là được một lỗ đồng hồ. Và để kiểm tra xem cái này bán kính bao nhiêu. Radius pixel. Đó, thấy không? Đó, R1 này. Đường kính này, kiểm tra đường kính. Đó, đấy, đường kính. Thấy ha. Đó. Rồi, để tính tiến xem không, tính tiến. Khoảng cách các lỗ này là khoảng 5 ly đi. 5 ly đi. Đó, thì bắt đầu mình lại trở lại offset. Offset. Năm ly. No. Sorry, trong trường hợp này không biết dùng để offset được không nhỉ? Không được rồi, cái này thì các bạn phải dùng lại copy luôn. Chọn đối tượng. Rồi, chọn CO, copy. Đi xuống khoảng, từ đây khoảng cách giữa hai tâm khoảng 5 ly đi. Đó, khoảng 5. Ok. Đó. Đó, cứ tính tiến dần, sẽ copy. Đó, trường hợp đường tròn để cô sai đồng hồ. Rồi, vậy là bài hôm nay chúng ta đã học mảng layer, virus, đường tròn, copy, rồi offset. Đó. Vậy là chỉ cần như vậy là các bạn đã finish được một bản dập, bất cứ một bản dập nào các bạn có thể nghĩ ra. Đó, có thể vẽ giấy đều giấy xong là như là chính xác rồi thì vẽ lại máy xong đi in rồi là vậy thôi. Rồi, vậy bài hôm nay kết thúc ở đây. Vậy nếu các bạn mà có thắc mắc gì thì có thể comment dưới video hoặc là liên hệ trực tiếp Facebook hoặc là Zalo cho mình sẽ giải đáp cụ thể cho các bạn. Đấy, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.